Xin chào mọi người đến kênh tô màu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nhà tô trên chiếc xe ô tô nha. Kể cho đầu nhé. Dùng màu vàng để tô đèn xe nha. Xanh đậm để tô thân xe nha. Xin chào nhà, tôi cũng phải thức khác. Mình đem để tôi bánh xe nha.
là mình đã tô màu xong bức tranh này dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video này của mình. Còn bây giờ xin chào và gặp lại nhé. Bye bye.